Hello, welcome back to Night Joy Help Me Stick. Ok, vào game này. Cái gì này? Sâu. Có những con sâu. Wow! Oh my gosh! Màn này mới. Sâu. Ôi, con đang thay ngủ lông à? Đây con sâu. Trái tim vỡ đôi à? Cái bàn gì vậy? Không biết đâu. Đau răng rồi. Cái con đun nhỉ? Sâu, con sâu. Lồng nách này. Ok. Mèo. Sâu rồi. Sâu sâu. Oh my gosh. Ôi, sắc đau bụng à. Sâu nữa đi. Con gì? Con gì? Con gì thế? Này, cái mắc gì đấy? Sơ cứu nè. Number matter. Okay. Thank you.
khá là ổn rồi đấy. Và sang game khác, đó là cái game Minecraft. Cho à, đổi game này đổi nhiều thứ này, có cái cánh cửa này này, này nào nè, đồng hồ còn chưa mua. Mua đồ ăn. Tương ớt thì không dùng được. Đây mini game này nè. Rồi chúng ta đi chơi Cream Run. Né. Nó đang lấy vô hai lắm. Né con này. Đây. Vẫn còn một con. Mấy con vàng khỏe này. Đây. Rồi chúng ta đi chơi Sonic CD. Rồi vào game. Ăn cái tăng tốc ấy. Ừ.
có 10 vòng rồi. Bóp. Ui, ông trùng ra nè. Nảy hết lại này. Làm sao để win? À đây đây. Nó thụt rồi. Nó thụt lại. Ui à, bóp thì đấm 3 phát rồi win này. Ô, lại sang màn mới nè. Màu sắc này đẹp đấy. Ô, con này con robot này. Con này nhìn nó biết là người không tốt rồi. Ok, chúng ta sẽ chơi Perry Region. Ok, vào game. Tối quá nhỉ. Tiền này mỗi lần được mười mấy xu. Tối quá. Lại không bán đèn pin nhỉ. Mày xem. Nhà phát hành game nên cho thêm quả đèn pin vào.
này nhìn thấy đích gì. Sonic. Con Sonic màu xanh Ujo. Tiền này. Có cái gì đây? Ok, chúng ta vào Granny. Ok. À đây không có cái mảnh nữa. Có cả cốt.
Cười cười ở đâu ấy. Này đóng cửa hơi lạ nhé. Ui 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 ui. Sao ao game mà. Rồi chúng ta lại chơi Gloomy Granny. Thế tối thể give me the cookies back. Ui ôi. Come here you. Tối quá, nghe được cái gì kìa. Player 1, choose. Đó, chơi cái ông VIP này đi.
Headshot. Oh! Yeah. Headshot. Finish him. Player 1, choose. À, mà này được, mà này sẽ có xuất hiện có 100 cái con ngựa. Bùm. Đấy, đấy, nhìn nè. Trăm con ngựa cầu vồng. Con khủng long này. À. Rồi nãy sang cái màn mới đấy, ra cái màn rừng này được đấy. Mọi người một pha độn thổ. Super Spark.
Vậy con máy này phải bán một đồ chơi không mượt tí nào cả. Sao chúng ta chưa đã chết rồi? Sao không đất đỏ nữa nhỉ? Sức khỏe nó đường đỏ mà. So where's your footy? Xoài bay lên nhanh. Oh.
Và đi chạy thêm một đoạn nữa. Sonic. Ok, to quá, nhưng mà chúng ta to quá. Bắt thật thật vào vào. Ai, lại. Không có gạt lên nữa. Tự động. Đây, vào đây xong sang bot. Going ball. Nhỏ thế nhỉ. Ui. Chỗ này nó có cái bật ở đây này. Ui. Rất là khó khăn cho chúng ta. Thằng này phải nói là khó nhất từ trước. Khó nhất từ trước này ạ. À.
What? Sao vào cái mê cung như thế nào nhỉ? Càng ngày càng khó. Càng quá ta. Rồi. Hồi đóng đồ đây, chấm điểm đây. Khó thật đấy. Ây da. Hết pin này. Khủng hoảng.